Những gì tôi nói bây giờ trở đi đều là sự thật, không có một lời gian dối. Thực ra mình nói ra những cái xấu của vợ mình hay là những cái mà chưa tốt của vợ mình, nó không phải là mình bêu réo vợ đâu, mà thực ra là chia sẻ để cho vợ mình hiểu hơn, và cũng như là mình cũng được trải lòng hơn trong cái chuyện đó, chia sẻ khán giả. Đó là kinh nghiệm có anh. Anh Bình anh bảo kê rồi, tới đó có gì gọi cho anh Bình là tới qua nhà anh Bình ngủ cũng được đó. Thứ ba là thấy anh Bình đi mất tiêu rồi, chạy trước rồi. Chào anh Ngọc Trai, chào anh Bình. Đây, chào em. Và cho Trinh Quân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Cao Ông Bố Nói Gì. Trong cái quá trình mà là hai vợ chồng mà nảy sinh tình cảm, chuẩn bị đến với nhau đó, thì có cái kỷ niệm nào thú vị mà Quân có thể chia sẻ được hay không? Em với vợ em là biết nhau từ lúc mà vợ em còn mới 13 tuổi thôi. Thì lúc đó là anh trai mưa các kiểu rồi, chỉ có viết tiền đỉnh anh ơi. Cái này viết tiền đỉnh. Mình sợ đi tù, mình cứ ém đó. Chờ tới 18 tuổi mình bắt đầu mình mới tiến tới rồi dính luôn rồi quen nhau cỡ 2 năm đâu đó là có bầu rồi cưới luôn. Thì trong cái lúc đó hai năm có bầu thì là mình tính hay là cái gì đó nó tới? Lúc đó là mình muốn cưới lắm rồi, nhưng mà tại vì vợ em còn rất là trẻ, mới có 20 tuổi thôi, mà muốn cưới ba mẹ đâu cho, thì bây giờ mình cứ kệ đi ha, cái gì tới nó tới, mình có một lý do chính đáng. Đúng rồi, chốt liền, chốt điều liền, chắc cú. Câu đầu tiên mà là Quân nói với vợ mình là gì? Cầm cái này đó, cầm cái đó, nói gì nè anh nè. Thì đẻ thôi. Trời ơi, thì đẻ thôi, đơn giản mà. Khi mà là biết tin vợ mình có bầu, gia đình hai bên có tiếng nói gì không? Có chứ. Ngay sau khi mà biết tin có em bé là hai vợ chồng bắt đầu ủ mưu về Hải Phòng, về quê vợ để thú tội, xong rồi mình xin cưới á, thì cho vợ về trước. Cho vợ về trước để giống như là gọi là nhá hàng trước cho ba mẹ, là lỡ con có bầu có cầu tiền nợ thì sao, chứ không có tấm là có rồi. Xong rồi bố mẹ cũng ok, nói lỡ thì thôi, thì cũng cho hai đứa quen nhau cũng lâu rồi, bây giờ thôi thì cưới cũng được. Nhưng mà từ lúc em đích thân em về á, gặp ba mẹ thì ba thì không sao, nhưng mà mẹ thì nói thôi để nó đẻ đi tao nuôi. Ê, vậy là đang giỏi đó. Giỏi đó. Càng lắm á, thì em cũng buồn chứ, về em cũng buồn, suy nghĩ lắm luôn á. Nhưng mà thôi, mình coi như mình gạt cái tôi bản thân qua. Thì ngay lần sau tới hỏi là ok, mẹ nói thôi rồi, cưới đi. Sẽ có rất là nhiều sự thay đổi về sinh lý, cũng như là tâm lý. Chính xác. Lúc đó Quân có thường hay trao đổi tâm sự hay là chăm sóc, thậm chí là massage cho vợ mình nhiều hay không? Nói chung là mình cũng phải nịnh vợ chứ xíu. Nịnh sao, ví dụ là sao? Dễ lắm anh, em có cái chiêu này thôi mà chắc là ai cũng làm được hết á. Mà chỉ cần gọi là biết bỏ thời gian chút xíu thôi, là mỗi ngày đi làm về hay là đi đâu về, nói chung là tới lúc trước khi ngủ á, massage chân cho vợ. Massage chân, trời ơi, cái này bà nào cũng khoái luôn. Tại vì trong suốt quá trình mang thai á, là phụ nữ họ cái chân họ hay bị to lên á, em để ý không? Đúng, phụ nữ là to đúng. Là chân to ra, chân có nhiều người to như chân voi luôn á, to đùng ra. Tại vì sao? Họ chịu một cái khối lượng rất là nặng xuống bàn chân, và máu dồn xuống. Sau khi sinh xong á, nó phải mất một khoảng thời gian rất là dài thì nó mới phục hồi lại bình thường được. Massage là một trong những cái mà phụ nữ rất thích trước và sau khi sinh. Tại vì thực ra massage chân cũng chưa đủ đâu, là bởi vì sao? Người có bầu, người ta ở nhà lên quay, người ta đâu có gì làm đâu. Mà không có gì làm, suy nghĩ linh tinh là trời, bây giờ mình đang trẻ, tự nhiên mình ở nhà, bây giờ mình bị mất hết các thứ, mình không được tung tăng thanh xuân này nọ. Rồi bây giờ phải kiếm thanh xuân để cho vợ chơi nè. Đâu, thanh xuân là món gì nè? Thanh xuân là đồ gì nè? Cờ cá ngựa nè. Thanh xuân nha. Thanh xuân ghê. Chơi rút gỗ nè, bi đồ nè, đủ các trò chơi. Nói chung là phải tạo cho vợ những cái niềm vui khi mà ở nhà. Cưng ghê luôn, cưng vợ. Là chắc chắn là cái chế độ dinh dưỡng hay là tất cả mọi thứ nó sẽ có thay đổi chút ha. Thì là trong cái quá trình đó thì là Quân thường hay chăm sóc vợ bằng những món ăn nào? Cái này đối với gia đình em thôi, tại vì gia đình em nó đặc biệt hơn mọi người, là bọn em đều dính tới công việc người mẫu á. Nên phải giữ cái vóc dáng nó phải là hơi gầy một chút xíu. Không được ăn cơm. Nên là phải không được ăn cơm. Không được ăn cơm. Đúng rồi. Wow. Trời ơi. Nhưng mà lại em phải nghiên cứu phải có cách nào đó để thay thế cơm. Đúng rồi, bằng cái một cái khác mà vẫn đầy đủ chất cho cả mẹ và con. Ví dụ? Có nhiều sữa luôn. Ví dụ? Ăn yến mạch. Thì vợ em bị giống như là di truyền á, mẹ không có sữa.
Nên là vợ em và anh trai của vợ em mà không có sữa bú. Từ tới lúc mà có bầu cũng rất là ít sữa mấy ngày đầu á. Mà tới khi mà áp dụng những cái phương pháp giống như là hút sữa này, rồi ăn những cái món kích thích sữa. Kích thích sữa. Quăng giò không? Cái giò lại sai nha. Cái giò lại hoàn toàn không nhiều. Giò heo hầm đu đủ hả? Dạ, thực ra cái đu đủ xanh mới là cái kích sữa. Chứ không phải là giò heo. Nhớ nha, đu đủ xanh mới kích sữa, mới là giò heo đây nha. Xanh có thể nấu với tất cả mọi thứ. Mình vẫn thắc mắc hồi nãy cái câu Quân nói mà chưa có thông, bởi vì tức nãy giờ trong quá trình mang bầu á thì không có ăn cơm là tại vì sợ cái tại công việc. Cái tinh bột á nó sẽ làm cho mẹ bầu cho nên là đổi thành kênh yến mạch hết toàn bộ trong suốt thời gian đó luôn. Mặc dù mình biết là yến mạch nó rất là tốt rồi, yến mạch nó cực kỳ tốt, thậm chí tốt hơn cơm nữa, tốt hơn gạo nữa, nhưng mà không lẽ ăn suốt vậy hoài luôn hả? Thực ra là cái chế độ đó tụi em đã áp dụng từ trước khi có bầu rồi, tới tận bây giờ luôn. Wow. À vậy là giống như là thói quen. Cái này mình phải học rõ ràng. Yeah. Tại vì nó phải có một cái phương pháp rất cụ thể và rõ ràng nha, chứ không là lại sai là mệt lắm. Ê, nếu như vậy á là lỡ trong cái quá trình đó mà vợ của Quân mà là đòi ăn những cái món nào mà là nó có nhiều đạm, nhiều tinh bột hơn thì sao? Thèm có chứ, nhiều khi thèm á. Đầu tiên là mình khuyên là ăn cái này nó sướng mồm thôi chứ nó không có gì bổ béo, mà con không được cái gì hết trơn á. Nhưng mà em thích, em thích. Trời ơi, bà bầu mà đòi là em thích đó. Em không cần biết thì mua cho em. Rồi thì bây giờ là sao? Giờ bà đòi vậy rồi Quân làm sao? Thì mình lại phải lái đi, mình bẻ hướng đi, giống như là muốn ăn mấy cái đồ giống như bánh tráng á, nó chua chua mặn mặn cay cay, bánh tráng trộn á, thì mình phải kiếm cái gì đó cũng chua cay mặn ngọt để cho lại gì ăn, nhưng mà lại có chất chút xíu. Lại gì? Ê, cái này khó điều nha, là em không biết nữa nha. Điều khiển thay đổi được cái thèm muốn ăn uống của bà bầu là cả một vấn đề rất lớn. Là mình nha. Lại phải là một cái người bày vẽ ăn uống, là sẽ mua hải sản về, mua ốc các thứ về, lên mạng tự học cách làm ốc, tại vì ốc ở ngoài sợ nó dơ. Nhưng mà quan trọng là bả có chấp nhận hay không. Anh chưa, trời ơi, anh nghĩ đi, bánh đang một bên anh chán, một bên là quá trời ốc các loại chua cay mặn ngọt có hết, nó phải chịu rồi. Hay đó, ví dụ như thèm bánh tráng trộn đưa mâm hải sản ra cũng có chua cũng có cay cũng em có muốn ngọt, chua đúng không? Đây nè, dắt chanh vô nước mắm quết ngái. Em thử coi, chấm bút cái nó ngon hơn bánh tráng trộn, ví dụ vậy ha. Em thiết nghĩ là chúng ta không nên bàn đồ ăn về vấn đề này đâu. Ê, cái tuyến nước của anh đúng rồi, là bắt đầu nó chảy ra hai bên rồi đó, em dắt không kịp đâu ha. Nhưng mà là trong cái quá trình mà là đưa vợ đi sinh á thì là nó cũng đâu có chuyện gì để xảy ra đúng không? Đưa vợ đi chót sinh lọt đúng không? Nó chót lọt nhưng mà nó cũng kỳ lạ lắm kìa anh, em kỳ không biết là mọi người có giống như vậy không nha. Kể mới biết à. Đầu tiên á là vợ em sinh sớm 3 ngày nên là lên là bất ngờ đúng không? Sau dự sinh sinh sớm 3 ngày. Thì bữa đó hai vợ chồng ngủ dậy trễ, 10 giờ sáng ngủ dậy, tự nhiên em thấy cái đệm nó ướt. Mà em đâu có biết là cái việc vỡ ối hay gì đâu, em dậy và cha. Vợ ơi. Vợ tè râm à? Tè râm à? Em tưởng vậy luôn á. Đấy, bình thường. Em cũng không biết luôn, tại vì em cũng chưa từng trải qua cái việc đó. Chết cha, sao lại tè dầm nhỉ? Mà không biểu hiện gì hết. Dạ, gọi mẹ lại. Mẹ kêu. Lại mẹ. Cái này hồng hồng này là vỡ ối rồi. Thế thôi đi đẻ thôi, lên viện thôi. Nhưng mà cái bình thản vậy đó, em cái trạng thái bình thản thế này đó hả? Chính xác. Có nghĩa là em thì em bình tĩnh, luôn luôn phải bình tĩnh. Tại vì mình là trụ cột, mà mình mà hoang mang là chết, vợ cũng hoang mang theo. Thế em bình tĩnh quá, thế vợ em cũng bình tĩnh luôn, mà chờ xíu vợ đi tắm cho sạch rồi lên. Thế em bảo trời ơi vỡ ối rồi, còn đi tắm nữa thì con ra trong lúc trong bồn tắm nó ra luôn thì sao. Thế là lôi nhau đi bệnh viện luôn, nhưng mà được cái vợ em lại không bị đau đẻ, không đau đẻ luôn. Lên bệnh viện là chồng đi đóng tiền, vợ ôm hồ sơ tự đi bộ đi xét nghiệm để trước khi đẻ vậy đó. Đi băm giống như là bà đi khám thai chứ đâu có giống bà đi đẻ đâu. Hai vợ chồng lúc đầu thì muốn sinh thường, nhưng mà tới lúc đó thì giống như là nước ối thì cạn rồi, mà cổ tử cung thì mở mới có 2 phân thôi, nên là bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu là lấy em bé liền, chứ không nó bị sẽ bị ngạt á. Lúc mà đi vào phòng gặp con đầu tiên á là vừa mới vô, thế tự nhiên chị hộ lý hộ sinh chị bảo anh ơi lại đây, anh đếm ngón chân ngón tay bé nhé. Chết cha. thiếu hả? Thiếu hay dư hả? Thế mình cũng căng mắt ra mình đếm 1, 2, 3. Hên quá, đủ 10 cái. Vậy là em mới bảo hóa ra là đây là một cái quy trình của người ta, chứ không có phải là bị dư bị thiếu gì. Cũng kỳ ha, anh vừa mới bước vô cái kêu anh ơi, anh đếm chân ngón chân bé. Nhót kêu bộ anh. Nó chứ. Thà nói đi, em bé khỏe mạnh rồi anh vô anh coi sao đi, vô kêu đếm. Tại vì tất cả ông bố mà khi vô đó là cái điều đầu tiên suy nghĩ là con mình có được khỏe mạnh lành lặn hay không, và có gặp vấn đề gì không. Thì may quá là em bé không bị gì, chỉ có bị cái là dài quá.
Dài thì hay hay dài cha quá, mẹ dài nằm thì con trong dài. Nằm trong bụng nó bị co co nhiều co quá. Nhiều lúc nó ra nó không duỗi được à. Thì phải nửa tháng sau em bé mới duỗi được chân bình thường. Rồi bây giờ là tới một cái phần mà là trai mong muốn là Quân phải nói thật, thề đi những gì tôi nói những gì tôi nói bây giờ trở đi đều là sự thật, không có một lời gian dối. Thực ra mình nói ra những cái xấu của vợ mình hay là những cái mà chưa tốt của vợ mình, nó không phải là mình bêu réo vợ đâu, mà thực ra là chia sẻ để cho vợ mình hiểu hơn và cũng như là mình cũng được trải lòng hơn trong cái chuyện đó, chia sẻ khán giả đó là đây kinh nghiệm có đó. Anh Bình anh bảo kê rồi tới đó có gì gọi cho anh Bình là tới qua nhà anh Bình ngủ cũng được đó. Thứ ba là thấy anh Bình đi mất tiêu rồi dài trước rồi giờ sao nè, đầu tiên làm biếng. Làm biếng ở cũng đâu có gì đâu anh. Em lớn thấy... tuổi 20 tuổi, 20 đó, tuổi làm biếng thì cũng là chuyện người bình thường. Bình thường quá. Nó rất là bình thường mà ngủ tới 11 giờ 2 giờ trưa. Ngày nào cũng thế à? Dạ, ngày nào cũng vậy luôn, từ hồi chưa có con tới sau này đều thích ngủ như vậy lắm, nhưng mà sau này tới lúc con lớn rồi là không ngủ được đâu, tại vì tới 7 sáng 8 giờ sáng là nó dậy nó bả bốp mặt lên. Làm biếng này. Rồi kém ăn nói. Cái kém ăn nói là cái mệt nhanh. Nó là một cái ví dụ vui đi. Nhưng mà nó cũng là cái để chứng minh cho cái việc là kém ăn nói nó cũng ảnh hưởng. Giống như là một ngày mà đang ngồi xem phim, thế mẹ vừa mới tắm xong quấn cái khăn trên đầu đi ra à, thế vợ em nhìn mẹ nói: "Ô mẹ, sao hôm nay mẹ trông giống phù thủy?" Nói mẹ chồng giống phù thủy. Mà nói rất là tỉnh ha. Nói với mẹ chồng thì mẹ chồng đơ đó anh. Đứng hình không? Đơ luôn. Đứng hình luôn à? Mẹ em đơ luôn mà cười không rồi đi vô phòng. Em nhắn tin cho con trai: "Ủa? Mẹ làm gì nó mà nó nói mẹ phù thủy?" Thế mà mình đang đi làm mà mình nghe tin nó mình chết rồi. Không lẽ lại tự nhiên mẹ con lại vợ mình lại hết làm được luôn. Nguyên em đó hết làm được luôn. Rồi về nhà hỏi: "Thế tại sao lại nói mẹ phù thủy?" Nói thì em thấy giống cái nhân vật gì đó phù thủy gì trong phim Maleficent, ý là xinh xinh á, quấn màu đen đúng rồi, tại vì mẹ em có quả ma cao. Đó là nọ, thế nói giống câu đó. Trời ơi, cái bà đó là tiên hắc ám chứ không phải là phù thủy. Xong rồi vào giải thích với mẹ mới cười, mẹ lại vui, mẹ đi khoe cái chuyện đó với xóm làng luôn. Thì trong cái vấn đề mà ví dụ như là vệ sinh con nè, không, những lúc mà là con quấy thay tã ở nhà là ai thay tã? Thay tã là chia đều luôn á. Thay tã là chia đều. Chia đều. Nhưng ai làm giỏi hơn? Khúc đầu á. Khúc đầu nữa, khúc đầu luôn nha. Có khúc đầu, khúc giữa, khúc gần cuối. Khúc cuối thì ai cũng chuyên nghiệp hết rồi nha. Khúc đầu á là một tháng đầu tiên là có bà ngoại á, nên là vợ em trốn luôn, đâu có thay tã đâu, trốn luôn. Em thay tã trước, mà thay tã trước thì con ngoan, nó thương mình, nó không sao. Rồi tới lúc bà ngoại về đó, vợ bắt đầu bị ép phải thay tã, tại vì bây giờ đâu ai giúp nữa đâu. Lúc chồng ở nhà thì phải tự thay, rồi tự thay rồi con nó cũng biết trả thù lắm. Mở cái nguyên người từ trên xuống dưới là gì? Có luôn hả? Có luôn. Nó tặng luôn, cú luôn. Quả báo đây. Có bao giờ thực sự là Quân mong muốn một cái tính khí nào đó vợ mình cần thiết á, là nên giảm xuống? Mình nó tự giảm thôi chứ không thay đổi được đâu. Không cần thay đổi, đúng. Giảm xuống để cho mọi thứ nó thoải mái hơn thì có cái tính cách được không? Là vợ em bị một cái là mỗi khi mà căng thẳng á, lâu lâu mà vợ chồng có vấn đề gì đó căng thẳng mà không giải quyết được á, thì tại vì vợ em không biết cách giải quyết nên nó sẽ chọn một cái cách là im lặng. Thường thì khó mà chiến tranh lạnh với em được lâu lắm, bởi vì em lại là một cái người máu nóng. Nhưng mà em không có phải là nóng tính, mà đây là em không có muốn để tất cả những cái chuyện mà chiến tranh lạnh nó chảy. Nghe nói lâu đâu đó là nếu mà hai vợ chồng mà để một cái câu chuyện đó mà qua một đêm thôi là sẽ thành một cái vết nứt. Cái quy luật của em là không được để cho vợ cái giận quá một tiếng. Từ cái lúc quen cho tới cái lúc cưới, tới giờ phút này là chưa bao giờ hai vợ chồng giận nhau qua một đêm. Nãy giờ xấu, nói xấu vợ mình quá trời, mình có cái gì mà cần phải thay đổi không? Cái mà vợ em khó chịu với em nhất thì là cái tính cầu toàn của mình ấy. Tại vì mình lớn hơn vợ rất là nhiều tuổi rồi, mình đi trước ở trong nghề rồi, mình có những cái vấp va vấp mà mình đã trải qua để mình có thể đúc kết mình dạy cho vợ. Đôi khi em tự đặt mình là một giống như là người chồng mà cũng như là một người thầy hướng cho vợ tới những cái điều tốt đó, nên là đôi khi mình khắt khe. Bởi vậy nên là em rất là sợ mình bị dính, mình sẽ bị
vợ nghĩ rằng mình là một người gia trưởng. Thực ra gia trưởng á, với cái người mà cầu toàn muốn mọi thứ tốt á, nó khác nhau, nó chỉ cách nhau chút xíu thôi. Đó là cái điều cảm thông, thông cảm cho vợ. Cái người gia trưởng sẽ không bao giờ nghĩ cảm xúc cho cảm xúc của cái người đối diện. Còn cái người mà chỉ là muốn mọi thứ tốt hơn á, cầu toàn nhưng mà vẫn có một cái sự cảm thông á, nó sẽ được dễ chấp nhận hơn rất là nhiều. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng Quân mà thôi. Bây giờ Trai xin mời Quân cũng như là anh Bình, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình theo dõi một đoạn video nhé. Thấy ai quen không? Thời điểm mà em mang thai á, anh Quân hầu như là ở bên cạnh em. Là từ cái lúc mà bắt đầu mang bầu cho đến lúc sinh. Mỗi ngày mà kiểu anh Quân đi làm về là anh Quân đều tự động massage chân cho em. Cảm thấy như kiểu mình được yêu thương á. Khi mà mình được yêu thương, mình được chiều chuộng như thế thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và em thấy là kiểu anh ấy yêu em. Nhiều khi em muốn ăn một cái món gì đấy nhưng mà nó lại không tốt cho em bé hay là không tốt cho mẹ thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của hai mẹ con. Thì anh Quân cảm, nhưng mà cái ngay lúc đó mình thèm thì tại sao lại không cho cái cảm xúc của bà bầu á, nó lẫn lộn lắm. Nó cứ kiểu như là ví dụ mà như kiểu mình đang mình nuôi một đứa trẻ mà mình muốn cái gì mà người ta không đáp ứng được cho mình thì chắc chắn là mình sẽ bực bội. Nói với cái câu kiểu như là muốn tốt cho con hoặc là không muốn tốt cho con thì cứ làm đi, kiểu vậy. Anh Quân là một người kiểu cũng rất là tốt tính và cũng rất là thẳng tính, nhưng mà lại có một cái tính mà em không thích nhất, đó là cái tính cầu toàn. Nhiều khi mà kiểu anh ấy quan tâm em quá mức á, kiểu cái gì cũng muốn là phải thật là tốt này. Nhiều khi muốn tất cả mọi thứ là mình làm phải thật là hoàn hảo. Em cảm thấy khó chịu tại vì cái gì cũng ý là mỗi thứ anh cũng sẽ tham gia một chút, kiểu anh như kiểu bố của em á, kiểu vậy đó. Mới đầu là tê tê tủy sống, xong rồi kiểu em bị kháng với thuốc mê là không có, nói chung là vẫn đau như thường luôn. Người ta mổ lên đâu là em cảm nhận được rõ luôn, nghĩ chắc mình chết ở trên cái bàn mổ này luôn á. Cái lúc đó là kiểu nó đau mà đến nỗi mà cảm nhận như là mình đang bị người ta mổ sống á. Ta đến khi mà nói đến cái cảm giác mà nó đau khi mà trong cái phòng mổ á, thì anh Quân kiểu không tin ấy, kiểu không cảm nhận được cái nỗi đau của mình. Và anh Quân nói với em là kiểu người ta thì những người đẻ thường á thì người ta đẻ được, mình cũng đẻ được, mà người ta còn đau những hai lần cơ, mình đau có một lần làm gì mà sợ không dám đẻ nữa, kiểu vậy á. Tự nhiên bao nhiêu cái quan tâm, bao nhiêu cái yêu thương của anh ấy làm cho em kiểu sau một cái câu người ta đẻ được mình cũng đẻ được, mà người ta đau hai lần mình đau có một lần để mổ thì ý là làm gì mà đau lắm. Là thực sự cái cảm xúc lúc đó là nó bùng nổ lắm luôn á. Thế mà nếu như bây giờ mà anh đẻ được thì anh sẽ hiểu cái cảm giác đó. Thường em chỉ bị một cái là không có bao giờ mà chịu ngồi lại nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế với anh hết, nói chuyện một cách nghiêm túc hết. Thì em sẽ dễ dàng mà nói chuyện với người ngoài hơn là nói chuyện với những người thân trong gia đình. Em là một đứa, đấy là một đứa không khéo nói á, không dám nói chuyện một cách nghiêm túc với anh ấy, là kiểu mình sợ mình nói một cái vấn đề gì đó sai á thì sẽ làm cho anh ấy khó chịu hay này kia, làm khó chịu hơn nữa. Nhưng mà anh ấy luôn luôn bắt em phải nói, luôn luôn bắt em phải nói. Lúc nào mà hai đứa cãi nhau là luôn luôn bây giờ em phải nói ra đi, phải giải quyết vấn đề đi thì nó mới giải quyết được cái vấn đề này, chứ không nó sẽ mãi làm ứ đọng ở đây, nó sẽ làm cho người đối phương cảm thấy khó chịu và đến một ngày nào đó thì nó sẽ bị bùng nổ kiểu như vậy. Cái điều mà vợ chỉ muốn chồng thay đổi nhất á là bớt đi cái tính cầu toàn của mình một chút, vì nhiều khi mà mình cầu toàn quá thì sẽ khiến cho người đối phương của mình khó chịu. Và chắc chắn là vợ sẽ phải cảm ơn chồng rất là nhiều trong cái việc là từ ngày mà vợ bước chân vào Sài Gòn á, thì chồng luôn ở bên cạnh và giúp đỡ vợ rất là nhiều trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và kể từ khi mà vợ có con, chồng cũng là người đã chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Nên là vợ cũng phải cảm ơn chồng rất là nhiều cái việc mà đã làm mọi thứ tốt nhất đến cho gia đình của mình. Thì vợ hy vọng là chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình. Vậy thì vợ mình đã chia sẻ như vậy rồi, Quân có muốn nói điều gì với vợ của mình hay không?
tại vì mình đã trải qua những cái việc nó kinh khủng hơn trong cuộc sống, nên là mình nghĩ rằng cái việc đi đẻ nó là một cái việc bình thường, một cái việc mà ai cũng trải qua, nên mình nghĩ rằng nên mình đã không có được giống như là thực sự đối diện với nó, thực sự giống như có những cái lời mà động viên hay là gọi là khích lệ vợ trong cái lúc mà vợ đã lâm bồn như vậy, tại vì đó là cái lỗi chính xác, đó là một cái lỗi mà chồng phải ghi nhận. Mình có nghĩa mình mạnh mẽ không có nghĩa là cái người khác phải mạnh mẽ, nên là trước tiên thì chồng phải gửi lời xin lỗi vợ vì đã không biết tại sao mà lại quên cái điều quan trọng đó. Và thôi thì ngay tại đây luôn sẽ nói một cái lời giống như là chồng phải cảm ơn vợ vì đã sinh con cho chồng. Tất cả những cái việc chồng làm nó không thể đủ, nên một lời cảm ơn vẫn luôn luôn là một cái điều gì đó cần. Cảm ơn vợ đã sinh con cho chồng, cảm ơn vợ đã sinh con cho chồng. Nghe một cái là đảm bảo luôn, chỉ mát lòng mát dạ liền, đang ngồi cười cười thầm đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua một cái chuyên mục khác thú vị hơn, hấp dẫn hơn, cũng như là vui vẻ hơn giữa hai ông bố bỉm sữa của chúng ta. Đó chính là phần hỏi nhanh, đáp gọn. Câu hỏi đầu tiên: trẻ sơ sinh trong tháng đầu tiên, thời gian ngủ trung bình một ngày là bao nhiêu? Ai trả lời? Trung bình là khoảng 18 tiếng. 18 tiếng. Là anh ngủ hay là ai? Anh là ngủ coi như cũng cỡ đó đó, nhưng mà chia ra cứ 2 tiếng lần, 2 tiếng lần. Ừ, chứ giờ mình mà ngủ cái đó là tiền đâu xài. Em đoán là 20 tiếng. 20 tiếng. Nếu như mà là giữa hai con số này mà không có số nào chính xác thì là mình sẽ chọn con số gần nhất. Đúng. Nha. Rồi, 18 thì sao? 19 thì sao? Cả hai đều đúng. Rồi, đáp án chương trình là bao nhiêu ạ? 16 tới 18, vậy là chính xác 18 tiếng. Yeah. Tuyệt vời. 1-0 dành cho anh Bình. Câu hỏi tiếp theo: nhiệt độ phòng cho trẻ bao nhiêu độ là phù hợp? Quân. Nhiệt độ phòng cho trẻ thì 25 độ đi. 25 độ. Mình thì mơ hồ lắm, 22. 22, 25, rồi 22 và 25. Xin mời đáp án chính xác. Trẻ sơ sinh ngủ nhiệt độ phòng là 26 và 27 độ C là phù hợp nhất. Ở nhiệt độ này trẻ sẽ không bị mất nước do nóng hoặc là bị lạnh. Nhiệt độ 26, 27 phù hợp cho các quá trình chuyển hóa của cơ thể trẻ. Một điều nghe. Câu thứ ba: những việc nên làm khi bé bị sốt. Đầu tiên là việc đầu tiên là phải đo có nhiệt độ bao nhiêu. Bắn liền, cách. Nằm ở cái ngưỡng có nguy hiểm hay không? Đúng chưa? Rồi sao đó? Ngưỡng nào nguy hiểm? Ngưỡng trên 40 độ là nguy hiểm. Đúng vậy. 39 độ là nguy hiểm. 39 độ rưỡi là đã rất nguy hiểm, khá nguy hiểm rồi. Lột hết đồ em bé ra và để gì đó, đừng có sợ bị gì đó. Và lấy khăn á, phải nước ấm lau. Khăn nước ấm nha, chứ không được nước lạnh. Không được nước lạnh. Rồi, vậy là lau bé bằng khăn ấm. Khăn ấm. Nếu mà bé ăn được thì cho bé uống nhiều nước để hạ sốt. Uống nước. Uống nhiều nước. Uống nước nhiều. Lau bằng khăn ấm. Cái nữa đó là đưa đi cấp cứu. Nếu bị co giật, nếu thấy cảm thấy quá nguy hiểm. Trời ơi. Thôi, cái đó là cái bước cuối cùng rồi đó. Để coi là giữa hai ý kiến này, đáp án của chúng ta liệu rằng có hay không nhé. Xin mời. Khi trẻ sốt cao, các mẹ nên lau mát cho trẻ bằng nước ấm hoặc nước thường, tránh không dùng nước lạnh bởi vì sẽ gây co mạch. Sau khi lau mát nên lau khô cho trẻ và mặc quần áo thoáng. Đó là nhiệt độ cho trẻ. Nếu trẻ còn sốt thì hãy uống hạ sốt. Nếu như mà là thân nhiệt trẻ còn quá cao thì là cách tốt nhất chắc là phải đi gặp bác sĩ thôi. Ha. Nhưng mà quan trọng hơn hết là ở câu trả lời này là anh Bình hoàn toàn chính xác. Thấy không? Là dùng khăn ấm, khăn có nước ấm, lau cho trẻ rồi sau đó là mình sẽ lau khô lại. Rồi, sau phần hỏi nhanh đáp gọn vừa rồi cũng như là những chia sẻ về câu chuyện gia đình của Jay Quân.